Thống kê của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay đã có hơn 6,3.000 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên với tổng số tiền trên 247 tỷ đồng. Số tiền cho vay từ chương trình này do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện đạt 489% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến nay có gần 10,9.000 học sinh, sinh viên đang vay vốn chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện với tổng số tiền 647 tỷ đồng.